Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn, phần mềm phi lợi nhuận. Phần mềm này hỗ trợ các bạn ôn thi ở vòng 2, các bạn tham gia dự tuyển viên chức y tế, các bạn tham gia viên dự tuyển viên chức giáo viên mầm non tiểu học trung học cơ sở, trung học phổ thông, phương pháp học câu hỏi, trả lời vấn đáp, phỏng vấn trắc nghiệm về phần kiến thức chung và kiến thức hoạt động nghề nghiệp các bạn có nhu cầu học câu hỏi trả lời phỏng vấn trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên hãy kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 912 595654 hoặc 09 123 để được hướng dẫn sau khi các bạn kết nối zalo với thầy giáo các bạn sẽ nhận được tin nhắn video bài giảng các bạn xem video bài giảng của thầy miễn phí À, hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học và trả lời câu hỏi vấn đáp phỏng vấn ôn thi vòng 2 à, đối với tài liệu Bộ Luật Lao Động năm 2019. À, các đơn vị yêu cầu các bạn học tài liệu này chẳng hạn. À, các bạn, à, các tài liệu khác thì học hoàn toàn tương tự. Sau đây tôi sẽ minh họa cái phương pháp học câu hỏi phỏng vấn hay là à, vấn đáp à, hay trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn các bạn khởi động trình duyệt trên máy tính của các bạn Google Chrome hay Firefox hay là Cốc Cốc, sau đó các bạn gõ vào cái thanh địa chỉ là htTP dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo hình thức trắc nghiệm chấm viên thì đây là tên giao thức thì bây giờ trình duyệt nó bảo mật cao rồi có hai giao thức để các bạn làm báo cho trình duyệt các bạn biết là giao thức http, dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo và giao thức thứ hai là https dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo ở đây phần mềm của thầy sử dụng giao thức http dấu hai chấm gạch chéo gạch chéo không có chữ s sau khi các bạn gọi đúng tên rồi các bạn sót lại à, đúng tên thì các bạn cả ấn enter sau khi các bạn ấn enter thì các bạn chờ máy tính nó sẽ lót lên cái giao diện cho các bạn thì các bạn phải chú ý phải soát cái tên phần mềm là quan trọng lắm. Các bạn gõ sai cái tên phần mềm thì sẽ không xuất hiện được. Thí dụ như các bạn gõ cái chữ chắc mà lại ra CH thì không được rồi. Mà ở đây trách nghiệm là TR. Đó thì các bạn phải chú ý các bạn phải soát cái tên. À, xuất hiện cái giao diện đúng như trên màn hình thì là đúng. Còn nếu không xuất hiện đúng cái giao diện này là các bạn gõ nhầm cái giao thức hoặc là các bạn gõ nhầm tên phần mềm. À, trong trường hợp các bạn gọi đúng rồi mà vẫn không xuất hiện như cái giao diện các bạn nhìn trên màn hình thì cái trình duyệt trên máy tính của các bạn nó lưu sai cái địa chỉ rồi thì các bạn phải xử lý như sau các bạn xóa lịch sử trình duyệt trên máy tính của các bạn sau đó các bạn shut down Windows các bạn tắt nguồn điện máy tính rồi các bạn khởi động lại máy tính để các bạn gõ lại cái địa chỉ như tôi trình bày với các bạn và xin lưu ý nếu như máy tính của các bạn mà kết nối mạng nội bộ thì mạng nội bộ nó sẽ không cho phép à, truy cập vào các cái trang khác. À, cho nên các bạn không học trên máy tính nội bộ của cơ quan được mà các bạn phải học trên máy tính cá nhân của bạn. Đối với câu hỏi vấn đáp phỏng vấn, các bạn học trên điện thoại cũng được. Nhưng lưu ý khi các bạn học trên điện thoại, các bạn phải thoát ra khỏi phần mềm trên điện thoại rồi sau đó các bạn mới học trên máy tính của các bạn được. Tức là à, tránh cái xung đột mà. Đấy, các bạn lưu ý như vậy. Nhưng mà tốt nhất vẫn học trên máy tính thì nhanh. À, các bạn di chuyển con trỏ từ trên xuống dưới. À, các bạn ôn à, vòng 2 vấn đáp phỏng vấn đối với viên chức y tế thì các bạn chọn à, cái mục số 6 này. Đối với viên chức giáo viên à, tiểu học thì các bạn chọn à, các cái mục ở dưới đây thí dụ như mầm non thì chọn mục 9 này giáo viên mầm non đây vòng 2 vẫn đáp này. rồi đối với tiểu học thì các bạn chọn mục 11 này rồi các bạn trung học cơ sở chọn mục 13 các bạn trung học phổ thông chọn cái mục 15 các bạn à, đơn vị sự nghiệp công lập với viên chức thì các bạn chọn mục số 17 à, các bạn có cái danh mật khẩu mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi các bạn để nhầm sang mục khác là không đăng nhập nhập được thí dụ các bạn có cái danh mật khẩu ôn à, vòng 2 vấn đáp để dự tuyển viên chức y tế thì các bạn để tại cái mục này các bạn nhấn nó trái chẳng hạn sau đó các bạn chờ một chút để nó lót dữ liệu đối với viên chức giáo viên hay viên chức đơn vị sự nghiệp công lập các bạn cũng để đúng cái mục các bạn cần đối với giáo viên tiểu học thì các bạn cũng để đúng cái mục tiểu học sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi có cái danh mật khẩu các bạn phải bí mật vì sao lại bí mật? vì người khác biết được xung đột phần mềm thì các bạn không đăng nhập được. cũng giống như kỳ thi chính thức diễn ra mỗi một thí sinh là một số báo danh, một đăng ký từ xa thì gọi là ký danh. vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình để tránh cái xung đột vì các bạn khác mà biết được thì đăng nhập cái xung đột với các bạn thì các bạn lại không đăng nhập được. vì vậy mật khẩu của thí sinh của học viên nào học viên đăng nhập à, mỗi một học viên là một à, ký danh đó các bạn các bạn để ý nó không nó không không trùng nhau của bạn nào bạn sử dụng thế vào sau khi vào trang này thì các bạn sẽ đọc thì các bạn sẽ thấy là à, nếu các bạn à, ở vòng 2 mà các bạn phải học câu hỏi trách nghiệm thì các bạn chọn các tài liệu trong mục một, một la mã à, nếu các bạn à, vòng 2 các bạn thi hình thức phỏng vấn thì các bạn chọn di chuyển xuống phía dưới các bạn chọn mục hai la mã là câu hỏi à, về phỏng vấn rồi dưới cái hai la mã này có danh sách các danh mục các tài liệu mà có câu hỏi để các bạn phỏng vấn thì thì các bạn sẽ tìm cái tài liệu các bạn cần thí dụ hôm nay các bạn cần cái tài liệu phỏng vấn về bộ luật lao động năm 2019 thì các bạn để con trỏ tại cái mục à, câu hỏi phỏng vấn hay là vấn đáp à, Bộ luật lao động năm 2019 các bạn nhấn nút trái một lần rồi sau cũng các các bạn cũng phải chờ để nó lót dữ liệu lên để các bạn sẽ đọc nội dung câu hỏi nội dung trả lời các bạn thực hiện đề thi sau xuất hiện chữ start là các bạn nhấn một start là bắt đầu đấy. sau đó các bạn sẽ học trực tiếp câu hỏi trên phần mềm của thầy vì đây là bản quyền của thầy cho nên các bạn không thể copy ra được học lần đầu tiên học các lần sau về phỏng vấn các bạn nhìn sang tay trái màn hình có chữ finish này các bạn nhấn nút trái vào finish xem như mình đã hoàn thành à, cái công việc của mình là hoàn thành sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn thấy nộp bài và kết thúc này nhấn nút trái nộp bài kết thúc sau nhấn một lần nữa chắc chắn nộp chưa các bạn nhấn nút trái à, nộp bài kết thúc để các bạn đọc nội dung câu hỏi vấn đáp à, rồi các bạn sẽ thấy là nội dung trả lời. À, thế thì kinh nghiệm mà nói thì à, học như thế nào đó để các bạn vượt có kiến thức vượt qua kỳ thi, các bạn có kiến thức khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn. Cho nên các bạn có thời gian các bạn có thể chọn thêm các tài liệu khác ngoài cái đề cư ngôn tập của các bạn để các bạn học à, để đạt được cái mục đích kép là có kiến thức vượt qua kỳ thi, có kiến thức khi trúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn và phải học như thế nào để chúng ta làm ra đề cứu gì chúng ta cũng làm được đó là học phải hiểu theo nội dung đó, chúng ta hiểu nội dung thì à, chúng ta sẽ trình bày được tránh cái việc học vẹt học thuộc là không giải quyết được cái kinh nghiệm mà dạy đại học thì em thấy rằng sinh viên nào mà học theo phương pháp hiểu bài có tư duy thì sau này phải vượt qua các kỳ thi rất dễ dàng và ra trường công tác rất tốt à, đối với các bạn là ngành y và ngành À, giáo viên các cấp thì đã có cái năng lực tư duy rất tốt rồi. thì nay vận dụng vào để các bạn học trả lời câu hỏi à, về trách nhiệm chẳng hạn, hay phỏng vấn này, hay là vấn đáp thì rất tốt. đó. các bạn đã có truyền thống học giỏi ở phổ thông và ở ở trường đại học thì các bạn sinh viên ngành y và sinh viên ngành sư phạm phải học rất tốt thì chúng ta mới trúng tuyển được vào hai các trường này. Đó. cho nên tin chắc rằng các bạn sẽ À, vượt qua kỳ thi đối với các môn phỏng vấn các tài liệu kiến thức chung các tài liệu về kiến thức về à, về chuyên môn nghiệp vụ thì các bạn sẽ vượt qua rất là nhanh à, các bạn có thể di chuyển từ trên xuống dưới để tìm câu hỏi các bạn học các bạn sẽ à, đã qua rất nhiều kỳ thi về vấn đáp rồi thì nay kỳ thi vấn đáp này các bạn cũng nên tập ở nhà à, các các bạn học xong này các bạn đọc nội dung câu hỏi rồi sau các bạn ngồi trước gương, các bạn tập trả lời để xem coi chúng ta trả lời đã tốt chưa, ngữ điệu, âm điệu rồi tác phong đã ổn chưa. À, như vậy thì vấn đáp các bạn phải lưu ý là theo quy định của nghị định 115 và cái nghị định 85 là các bạn bắt thăm câu hỏi, rồi sau đó các bạn được phép chuẩn bị tối đa 15 phút và các bạn có thời gian trả lời vấn đáp là 30 phút như vậy là chuẩn bị là tối đa 15 phút trả lời phong à, vấn đáp là 30 phút thì có thể là hai câu ba câu bốn câu Đó, tùy theo cái câu các bạn bắt được à, như vậy các bạn căn vào thời gian để các bạn chuẩn bị các bạn phải trả lời được tất cả các câu hỏi không trừ câu nào hết thời gian 30 phút trả lời không tính vào cái thời gian chuẩn bị đấy cái thời gian chuẩn bị 15 phút các bạn cứ gạch các cái đầu dòng để các bạn chủ động vì các bạn hay mất bình tĩnh thì các bạn phải chủ động đấy thì vấn đáp là hay mất bình tĩnh các bạn hãy làm chủ vấn đề trả lời tập ở nhà là các bạn sẽ làm chủ được tôi sẽ minh họa cái phương pháp để các bạn trả lời vấn đáp một cách rất bình tĩnh thì các bạn sẽ đọc câu hỏi sau các bạn đứng trước gương các bạn trả lời các bạn được phép là nhìn mấy cái cạch đầu dòng trên cái tờ giấy của các bạn để các bạn trả lời chứ không cần phải chép hết rồi à, sau đó các bạn thấy chưa ổn thì các bạn lại nhìn phần mềm của thầy để các bạn à, học học tiếp vì sao lại mình chưa ổn đó cứ làm đi làm lại như vậy là các bạn sẽ ổn nữa là kinh nghiệm để làm nào các bạn trả lời phỏng phỏng vấn được tốt âm điệu ngữ điệu tác phong vân vân thí dụ như các bạn có câu hỏi sau đây các bạn sẽ tập như thế nào Thí dụ các bạn đọc này câu hỏi này câu hỏi vấn đáp này anh chị cho biết bộ luật lao động năm 2019 thì trong trường hợp viên chức làm công việc trong điều kiện bình thường thì quy định được nghỉ phép năm như thế nào thì đây là cái nội dung câu hỏi à, rất là thiết thực với các bạn khi các bạn trúng tuyển làm viên chức thì các bạn phải biết à, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập là viên chức ngành y còn đối với viên chức giáo viên thì đương nhiên các bạn nghỉ theo cái nghỉ hè à, ở đây giới hạn với các bạn là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập À, rồi công chức rồi cán bộ à, rồi viên chức ngành y đó còn riêng giáo viên thì nó có cái nghỉ hè thế cái câu hỏi này thì nói chung là viên chức thì chúng ta hiểu là à, à, là là ở cái góc độ là tôi đang trình bày với các bạn là viên chức đơn vị sự nghiệp công lập và viên chức y tế thì đây gọi là nghỉ phép còn cái nghỉ hè cái từ nghỉ hè và nghỉ phép là có khác nhau đấy các bạn ạ À, thì câu hỏi ở đây là nghỉ phép năm. Thì để trả lời câu hỏi này thì các bạn căn cứ điều 113 và điều 114 Bộ luật Lao động năm 2019. Thì chúng ta nhớ được cái điều này thì quá tốt, quá tuyệt vời. Còn nếu không nhớ được thì chúng ta có thể bổ qua. À, tin chắc rằng cũng không yêu cầu các bạn nhớ đến cái mức như vậy. À, yeah. trong cái trình bày ở đây, thầy trình bày để cho các bạn có cái căn cứ vì đây là tài liệu chuẩn mà thi và phải căn cứ vào tài liệu chuẩn à, để người người ôn thi và cái người ra đề nó phải khớp nhau à, tránh trường hợp là xung đột đó thì anh ôn tài liệu này viết như thế này anh à, dùng cái tài liệu viết kia để anh làm à, đề thi thì nó không à, kiểm ngay đó cho nên tôi viết như thế này để các bạn thấy là cái việc à, trả lời câu hỏi này nó phải có căn cứ vào một cái tài liệu chuẩn mà À, các bạn ôn tập và cái người hội đồng ra đề chuẩn bị cái tài liệu là gặp nhau. Đó thì lưu ý các bạn như vậy thì các bạn trả lời này. Thì các bạn tôn trọng cái hội đồng thì các bạn nói là à, thưa các thầy cô giáo này các bạn em xin phép trả lời câu hỏi này à, là người lao động làm việc à đủ 12 tháng nhé. Chúng ta thấy phải chưa đủ người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm à, hưởng nguyên lương theo hợp đồng à, lao động như sau chúng ta chú ý cái đủ 12 tháng nếu chưa đủ thì sao đó, chưa đủ thì à, chúng ta phải được tính theo cái tỷ lệ đó thì là 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường đó thì các bạn thấy đây là trong điều kiện lao động bình thường thì các bạn có 12 ngày à, nghỉ phép 5 đó. rồi 14 ngày đối với người lao động chưa thành niên, lao động người khuyết tật, người làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm. Như vậy đối với à, việc à, nặng nhọc độc hại nguy hiểm các bạn có 14 ngày hay là các bạn chưa thành niên, các bạn lao động khuyết tật. Đó. Rồi 16 ngày làm việc đối với người làm làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm. À, thì ở trên đây là 14 ngày là mới là nặng nhọc độc hại thôi. Còn 16 ngày có thêm cái chữ đặc biệt đó Thì các bạn phải chú ý cái từ đặc biệt Khi trả lời các bạn phải chú ý cái từ đặc biệt này Thì mới được 16 ngày Hay là 14 ngày các bạn phải chú ý nặng nhọc Độc hại nguy hiểm đó Thì nó chưa có cái chữ đặc biệt Còn có cái chữ đặc biệt thì nó là 16 ngày đó. Đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm Đấy các bạn phải hiểu nội dung đấy rồi công là lao động bình thường thì có 12 ngày thôi đó. Còn khi mà nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì nó ra 14 và đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì ra 16 đó à, sau đó các bạn chú ý người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm sẽ tính theo tỷ lệ tương ứng với tháng làm việc thì các bạn thấy nếu 12 ngày thì cứ một tháng là một ngày mà các bạn thiếu đi một À, mà các bạn có 11 tháng thôi thì các bạn 11 ngày nó cũng rất dễ tính thôi đúng không đó à, thì như vậy là cái lưu ý cái này chưa đủ 12 tháng đó mà các bạn mới làm có 6 tháng thì đương nhiên là cái tính theo tỷ lệ thì, thì các bạn có 6 ngày thôi con số 12 này là con số chuẩn để cho các bạn thấy là cứ một tháng một ngày chẳng hạn như thế để các bạn tính trong trường hợp chưa đủ 12 tháng à, cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm theo tỷ lệ tương ứng của số tháng làm việc đó các bạn hiểu nội dung nhé như vậy khi hiểu nội dung các bạn tự tính ra được là các bạn có bao nhiêu ngày nghỉ phép trong năm ngoài ra các bạn chú ý ngoài ra theo điều 114 cứ đủ 5 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hàng năm của của người lao động được à, tăng thêm tương ứng là một ngày à, như vậy trên cơ sở này viên chức tính được số ngày nghỉ phép hàng năm của mình và các bạn phải chú ý cái từ đủ 5 năm Thí dụ như các bạn có 9 năm đó, Thì các bạn chưa đủ 10 năm đó 9 năm thì chưa thể đủ 10 rồi Thì các bạn cũng chỉ cộng được có 5 năm một ngày thôi Còn 4 năm còn lại thì chưa được cộng thêm một ngày nữa là thành hai đâu nhá. Đấy, cho nên hiểu văn bản là phải đúng như văn bản ấy, chứ không được vận dụng, không được uh, sáng tạo là uh, đối với văn bản luật thông tư nghị định là các văn bản quy định pháp luật là không có cái sáng tạo và không có cái vận dụng đâu cứ đúng như thế mà làm đó hay là các bạn có 19 năm thì nếu đủ tròn hai à, tròn 5 năm mà 4 là 20 năm thì các bạn có 4 ngày mà 19 năm thì các bạn cũng chỉ có 3 thôi đó các bạn phải để ý cái câu này là nó chính xác đến mức như thế đó, cứ đủ năm tròn đủ đủ 5 năm, năm thiếu đi mê một chút cũng không được không được phép làm tròn đó. Thì các bạn phải đọc uh, luật thông tư nghị định các bạn phải hiểu sâu sắc như vậy này. Như vậy là các bạn cứ đủ 5 năm. Thí dụ như các bạn có 6 năm. Thì các bạn có 12 tháng uh, làm việc đủ hết trong một năm nhé Thì các bạn có 12 ngày làm việc trong điều kiện bình thường. Các bạn có 6 năm thì các bạn được cộng thêm 1 thì các bạn có 13 ngày nghỉ phép năm. Đó, các bạn có 9 năm thì các bạn cũng với 12 cộng với 1 thôi thì nó cũng mới ra 13. Các bạn có 11 năm thì đương nhiên các bạn lại được cộng 2 rồi. Đó. Như vậy các bạn phải chú ý cái điểm à, cái, cái cái từ trong 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 luật là cứ đủ 5 năm. Và bên này các bạn phải để ý là phải đủ 12 tháng làm việc. À, thì các bạn mới ra con số được. À, từ đó các bạn hiểu được rồi thì các bạn sẽ tính được là các bạn sẽ có nghị phép năm của mình À, trong một năm mình sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày đó các bạn thấy tuyệt vời không này sau đó các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn đọc câu hỏi khác thí dụ các bạn đọc này các bạn chọn câu hỏi phỏng vấn các bạn trong câu hỏi phỏng vấn các bạn anh chị cho biết loại hợp đồng theo bộ luật lao động 2019 thì các bạn thấy theo bộ luật 2019 có hai loại hợp đồng chỉ còn có hai loại hợp đồng đó là căn cứ điều 20 bộ luật 2019 quy định thì các bạn có thể nhớ cái điều 20 hoặc các bạn không cần nhớ các bạn chỉ cần trả lời thư thầy cô chúng ta tôn trọng nhau chúng ta trả lời trong cái hội đồng thi kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021 hợp đồng lao động sẽ được giao kết thêm một trong à, một trong thiêu một trong các trường hợp như vậy là bắt đầu từ tháng ngày 1 tháng 1 năm 2021 thì bộ luật này có hiệu lực thì các bạn thấy là thiêu hợp đồng lao động sẽ được giao kết theo một trong các loại hợp đồng. Hợp đồng thứ nhất, hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Hợp đồng lao động, hợp đồng lao, lao động xác định thời hạn. Trong đó hai bên xác định thời hạn, xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian không quá 36 tháng kể từ uh, thời điểm hợp đồng lao động. Đấy, các bạn thấy cứ đọc như thế là để các bạn đọc ví dụ câu hỏi tiếp theo các bạn đọc là có trường hợp giao kết ký hợp đồng bằng điện tử thì qua phương tiện điện tử thì như thế nào đó các bạn cứ thế các bạn đọc thôi các bạn học câu hỏi trách nghiệm của thầy trên phần mềm à, như vậy các bạn học là phải hiểu thêm nội dung à, hiểu à, sau đó các bạn sẽ trình bày các ý này các bạn hiểu các bạn không cần phải học thuộc ví dụ như các bạn thấy là trường hợp nghỉ phép năm trong điều kiện lao động bình thường thì các bạn phải trả lời đúng được cái cơ bản nhất đó là người làm việc phải đủ 12 tháng trong một năm, nếu chưa đủ thì phải tính theo tỷ lệ. Thì tương ứng như thế lao động bình thường là 12 ngày, còn à, điều kiện nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì 14 ngày, à, còn đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm thì 16 ngày. Và cứ đủ 5 năm thì các bạn được cộng thêm một ngày. Đó. Thì như thế là các bạn không cần đọc thuộc đúng không? Thì các bạn như tôi vừa trình bày lại với các bạn là người ta gọi là trình bày đúng như trong luật luôn ấy, đúng nội dung trong luật luôn. À, cho nên các bạn mà Uh, học hiểu nội dung thì các bạn nắm được các cái cụm từ đây là không được sốt Các bạn mà bùa sốt ngay Cái 14 ngày mà không có nặng nhập đọc hại nguy hiểm là sốt ngay Hay là 16 ngày mà các bạn lại không có chữ đặc biệt Nặng nhập đọc hại nguy hiểm là nó sai ngay Đấy các thầy uh, giám khảo ngồi là tinh thính tai lắm nghe được ngay uh, Chứ không phải là uh, các thầy hiểu mà Cho nên các thầy phải hiểu được các cái từ nào quan trọng nhất trong đây mà bạn phải nói đúng À, và bạn nói sai cái từ đó đi là coi như là rớt rồi rớt câu này đó các bạn thấy không đấy cho nên mình phải hiểu cái hiểu thì mình trình bày là không bao giờ nó sai sót đâu và các thầy ngồi giám khảo các thầy thính tai các thầy nghe rất rõ đấy các bạn sót đi một từ một vài cái từ không quan trọng thì có thể được nhưng từ quan trọng là không không ổn đó đó như tôi vừa nhấn mạnh với các bạn các bạn đọc để trả lời câu hỏi này là câu hỏi là trong trường hợp viên chức làm việc Trong điều kiện bình thường thì được nghỉ phép năm như thế nào Chú ý chữ nghỉ phép năm à, Cái chữ nghỉ hè nó khác Hay là các bạn thấy trong cái luật này có cái chỗ uh, thử việc đấy Thì các bạn phải hiểu thử việc là khác với tập sự Tập sự là trong luật uh, viên chức Thế còn thử việc là trong luật lao động Đó các bạn phải đi hai từ này khác nhau Đó thì cái thời gian thử thử việc nó khác với thời gian tập sự đó các bạn phân biệt này mình hiểu được câu câu chữ quan trọng lắm à, các bạn muốn học lại cái mục này các bạn nhấn vào hai La mã này. thì các bạn học lại cái mục này hoặc chọn cái mục khác như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi vấn đáp trên phần mềm à, các bạn muốn bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn chỉ mũi tên rồi góc phải trên cùng màn hình Nhấn nút trái vào cái biểu tượng hình người xuất hiện chữ thoát để các bạn thoát ra khỏi phần mềm À, như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi ấy, vấn đáp hay là phỏng vấn à, trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm thông qua cái phương pháp học bộ luật lao động năm 2019 thì các tài liệu khác hoàn toàn tương tự Đó, các bạn học để có kiến thức vượt qua kỳ thi các bạn học để có kiến thức khi chúng tuyển làm việc tốt hơn và cái phương pháp học là phải hiểu nội dung à, thì là các bạn giải quyết được đó đấy là cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy bạn nào học theo phương pháp này đều vượt qua kỳ thi rất tốt ra trường làm việc rất tốt đối với các bạn ngành y các bạn là bác ngành y các bạn là thầy giáo các bạn là đơn vị trực nghiệp công lập các bạn học rất tốt các bạn đã vượt qua được rất nhiều kỳ thi rồi thì nay các bạn mà thi để các bạn vào làm viên chức thì các bạn hãy áp dụng cái kiến thức của mình cái phương pháp học của mình như tôi vừa trình bày để các bạn vượt qua được kỳ thi Và à, các bạn có được cái năng lực như vậy Thì sau này ra trường Làm công tác Tin chắc rằng các bạn làm rất tốt à, Chúc các bạn thành công